Vâng, em Quang xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi clip của em nhé. Hôm nay em Quang gửi đến quý anh chị và các bạn mẫu xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản Premium nha quý anh chị. Con này sản xuất 2022 nha quý anh chị nhé. Con này sản xuất 2022 thì nó sẽ nhỉnh hơn đồ chơi ở năm 2021 một tí, và nó sẽ được nâng cấp lên một số tính năng và ứng dụng khác so với Hyundai Santa Fe sản xuất 2021 và mẫu này nha quý anh chị nhé. Con này ở 2021 thì sẽ không có cam 360 nha quý anh chị, và ở 2022 thì sẽ có được trang bị thêm cam 360. Hình như là phanh khẩn cấp thì em nhớ không lầm thì sẽ được trang bị thêm một cái radar phanh khẩn cấp và để sử dụng thêm adaptive control, hệ thống bấm đuôi nha quý chị nhé. Con này rất là đẹp luôn. Xe đi mười mấy ngàn km thôi, xe vừa về từ với đêm hôm qua chạy từ Khánh Hòa Nha Trang về nha quý chị nhé. Mới về tới mà quý chị xem này, chất xe ngoài thì em mới quay cho quý chị xem rồi. Thì còn nó còn chỉ có dơ bẩn một vài chỗ thôi, và em về hôm nay em sẽ cho dọn rửa và lên cửa hàng luôn nha quý chị nhé. Quý chị đã đang tham khảo dòng này có liên hệ em Quang theo số điện thoại 0377652627 nhé. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Con này thì em Quang bán giá cũng mềm thôi, giá có 1 tỷ 150 triệu thôi quý chị ạ. Đây, xe trang bị nội thất là ghế da này nâu đỏ, là màu đặc biệt của Hyundai Santa Fe trước giờ rồi. Màu này mà cái bản nào cao ấy, thì sẽ được trang bị ghế da hai màu nha quý anh chị nhé. Còn bản thấp thì chỉ được ghế da một màu thôi. Ở đời 2022 này á, thì sẽ bị cắt cái bản tiêu chuẩn rồi quý anh chị ạ. Đây nhé, xe mới đi có 10.000 km thôi nè quý anh chị ạ. Xe hàng thì quý anh chị biết rồi, sẽ được trang bị rất là nhiều công nghệ, rất là nhiều đồ chơi quý anh chị ạ. Xe thì hệ thống điều hòa là ba dàn độc lập nhé, hai dàn trước và một dàn ở hàng ghế thứ ba. Xe mới đi 10.000 km thôi, siêu mới luôn. Ghế phụ cũng là ghế chính điện nha quý anh chị, cũng là ghế chính điện luôn, có làm mát ghế đây nè, có làm xe có làm mát ghế và sấy ghế luôn nha quý chị nhé. Có mod chuyển chế độ lái nè, nhiều chế độ lái luôn nhé. Có hub hiển thị tốc độ lái nè. Rồi trên vô lăng á, trên vô lăng này có giữ làn, đây nè, giữ làn đường nha quý chị, nút này giữ làn đường, adaptive control, hệ thống bấm đuôi. Rồi đây là cảnh báo lịch làn, đây. Cảnh báo lịch làn quý chị nhé. Xe này hỗ trợ lái rất là tốt luôn, mình chỉ cần bật tất cả các hệ thống, ví dụ như giữ làn nè, rồi hệ thống bấm đuôi nè, lưu control lên, rồi là xe bắt đầu tự chạy thôi, mình cũng không cần phải điều khiển thêm gì nhiều cả, mình chỉ có lâu lâu để tay vô lăng và rà chân phanh là sợ nhiều khi trường hợp khẩn cấp thôi nha quý chị nhé. Xe được chủ xe lên một cái cam hành trình nhẹ nhẹ thôi, còn hầu như là còn zin hết nha quý chị, cam hành trình đó là phim cách nhiệt thôi, còn lại là 100% là xe zin nguyên bản nha quý chị nhé, không có độ thêm một cái gì cả. Xe thì rất là nhiều rồi, xe hàng quý chị biết rồi, rất là nhiều đồ chơi, rất là nhiều công nghệ rồi. Thực tế thì mình không cần lên thêm nhiều đồ chơi làm gì cả đâu. Xe máy xăng mà quý chị xem nè, đi từ Nha Trang về có 7,3 lít trên 100 km thôi. Máy 2.5 nhá, không hề mà tiêu hao nhiên liệu nha quý chị nhá. 7,3 lít trên 100 km thì hơn Xpander một xíu thôi. Xpander đi ra Đà Lạt đã 6 lít 100 cây rồi quý chị. Năm bữa đi Đà Lạt cũng đã 6 lít rồi, 6 lít trăm cây rồi. Con này 7.3 mở full máy lạnh là xét bự hơn, máy to hơn, đi xuống hơn, mà đi vậy là quá tiết kiệm luôn quý chị nhé. Quá là tiết kiệm luôn. Quý chị xem này, xe đẹp chưa? Cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn quý anh chị. Thực sự thì cửa sổ trời có cũng được mà không có cũng được đâu quý chị. Chứ em thấy nhiều khách hàng mua xong rồi có cửa sổ trời cũng đâu có làm, đâu có sử dụng tới đâu. Lúc mua thì mình không có cửa sổ trời thì mình bảo là thiếu, nhưng mà có cửa sổ trời thì cũng ít sử dụng đến lắm quý vị ạ. Mà có thì càng tốt quý chị nhé, có thì càng tốt. Bốn lớp zin theo xe nha quý anh chị, mâm thì mâm thay hai màu. Bốn lớp zin theo xe mới đi 10.000 cây thì chẳng thể nào mà thay lớp được quý anh chị ạ. Xui lắm mình cán ngáy mình nổ lớp thì mình thay một trong ba cái thôi, chứ còn chẳng cần phải thay lớp quý chị. Thì xe vừa về hơi dơ quý chị nhé. Xe rất là tiện luôn, hàng ghế thứ hai á, hàng ghế thứ ba, hàng thứ hai mình còn hạ nút bấm thôi là xe chỉ còn một chạm thôi là ghế tự động gập lại rồi. Là cái hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba có thể gập lại nằm bằng như một cái giường nha quý anh chị nhé. Có thể là gập bằng lại luôn, như một cái giường có thể nằm được luôn, hoặc là mình chở
bị kẹt hàng ghế thứ hai kẹt gì rồi. À đây, được rồi. Đấy. Chở đồ thoải mái luôn quý anh chị, chở được khoảng nếu mà xe này đi giờ tới mùa sầu riêng chở được khoảng cỡ này em nghĩ chắc full lên chắc khoảng được 10 bao sầu riêng quý anh chị nhé. Dạ anh. Dạ em quay xem đi giờ anh ạ. Em muốn chờ cho quay chứ mà tập lái nó không được nha. Dạ ok anh, ok. Dạ dạ dạ. Ok. Đang quay thì anh vui vẻ đến quý anh chị ạ. Con này thì hỗ trợ vay ngân hàng 70% định giá ngân hàng quý anh chị nha. Anh chị nào đang tham khảo cứ liên hệ em qua sẽ gửi bản giá vay ngân hàng cho quý anh chị luôn. Giờ hiện tại giờ lãi suất cũng đang giảm rồi, đang trên đà giảm rồi. Room tín dụng cũng đã có nhiều rồi, cũng không còn khó lên hồ sơ và bắt mua bảo hiểm nhân thọ như trước nữa. Con này thì quý anh chị trả trước chỉ cần khoảng loanh quanh 400 triệu thôi. 400 triệu là nhận được xe rồi quý anh chị ạ. 400 triệu, 400, hơn 400 xíu nhé. Hơn 400 triệu là nhận được xe rồi. Là cả phế trước bạ ra tên này, rồi bảo hiểm 2 chiều xe. Bảo hiểm 2 chiều xe thì còn, nếu mà còn á, thì bên chị vẫn phải mua lại nha quý chị nhé. Vẫn phải mua lại bảo hiểm 2 chiều của bên ngân hàng để bảo vệ xe cho họ nha quý chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip em. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Em xin nhắc lại đây là con Hyundai Santa Fe máy xăng bản Premium, sản xuất 2022, đi 10.000 km nha quý anh chị. Con này đang bán với giá bán chỉ có 1 tỷ 150 triệu thôi, tiết kiệm khoảng gần 200 triệu số xe mới nha quý anh chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi hết clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo ạ.